Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Những cặp vợ chồng chưa ổn định kinh tế mà vẫn sinh con, mặc cho đứa con chào đời trong thiếu thốn vật chất thật là đáng trách. Sinh con không chỉ là điều thiêng liêng của vợ chồng mà còn là trách nhiệm của xã hội. Chả lẽ nghèo lại không đẻ, trời sinh voi sinh cỏ. Đó là những ý kiến trái chiều trước vấn đề có nên đợi ổn định kinh tế, có tiền rồi mới sinh con. Chưa kết luận thế nào mới là đúng, nhưng có những điều thế này. Năm 2016, Đại học Harvard công bố kết quả của một nghiên cứu kéo dài 30 năm với 107 người Mỹ ở nhiều tầng lớp xã hội, từ lao động tới thượng lưu. Theo đó, ảnh hưởng vị thế của cha mẹ tới thế hệ sau vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Ảnh hưởng này đến từ nhiều yếu tố, không chỉ về tiền bạc mà còn bao gồm độ bền vững của hôn nhân, khả năng cảm thông, mạng lưới xã hội và hiểu biết của cha mẹ. Mẹ của Bill Gates từng là doanh nhân và có mối liên hệ mật thiết với ban giám đốc của công ty máy tính IBM. Năm 1968, khi nhiều trường cao đẳng và đại học Mỹ còn chưa có máy tính, trường tư của Bill Gates học đã có máy tính PDP-10 cho ông và các bạn học lập trình cơ bản. Cha của Warren Buffett là một thành viên của Quốc hội. Khi 8 tuổi, Warren Buffett đã được đưa tới Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Bố ông còn là giám đốc của một ngân hàng đầu tư đa quốc gia thu hút sinh viên các trường hàng đầu thế giới. Vì thế, ông đã có cơ hội tiếp xúc với đầu tư và thực hành đầu tư khi mới chỉ 11 tuổi. Ngay cả các tên tuổi lớn của ngành công nghệ Trung Quốc hầu hết cũng đều xuất thân từ các gia đình có điều kiện tốt nhất. Rõ ràng, những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có cha mẹ có học thức cao, có tiềm lực kinh tế, có mối quan hệ sẽ được tạo bước đà rất tốt cho tương lai. Vậy, những đứa trẻ sinh ra trong điều kiện khó khăn chẳng nhẽ lại không ngóc đầu lên được. Vẫn có những người thành công giàu có đi lên từ nghèo khó đó thôi. Không phủ nhận khi khó khăn, người ta sẽ có động lực để cố gắng vươn lên, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Người trẻ ở những gia đình bình dân thường không thiếu nỗ lực, sự chăm chỉ. Thế nhưng thiếu đi sự hỗ trợ của các nguồn lực cũng khiến người trẻ bị hạn chế rất nhiều cơ hội. Một kết quả đáng chú ý là điều kiện gia đình ảnh hưởng lớn tới khả năng tốt nghiệp đại học của một người. Nếu bạn lớn lên trong một gia đình thu nhập cực thấp, thì dù bạn có đạt điểm tốt khi học cấp 2, cơ hội bạn tốt nghiệp đại học vẫn ít hơn hẳn so với những ai điểm thấp nhưng sống trong gia đình có thu nhập cao. Có câu chuyện thực tế là vào ngày 22 tháng 8 năm 2017, một nam thanh niên 23 tuổi ở Thâm Quyến, Quảng Đông đã tự tử vì muốn đi học nhưng không được bố mẹ đồng ý. Chuyện là vì nhà nghèo, chàng trai này đã bỏ học từ cấp 2 để đi làm. Sau đó, khi kinh tế gia đình khá hơn, anh muốn đi học lại vì nhận ra sống ở thành phố cạnh tranh này, không có kiến thức thì khó có thể ngóc đầu lên được. Thế nhưng cha mẹ anh phản đối, cảm giác bất lực và phải mang gánh nặng quá lớn khiến anh đã tìm tới cái chết. Những đứa trẻ sinh ra có hoàn cảnh như thanh niên 23 tuổi kể trên, đôi khi không chỉ là thiếu thốn về tiền bạc mà còn thiếu các khả năng nhìn thấy hướng đi. Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình và các nguồn lực bên ngoài, trong những giai đoạn khó khăn, họ dễ bối rối, khó vượt qua được. Theo các thống kê xã hội, tình trạng đói nghèo, kinh tế chậm phát triển là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các tệ nạn như trộm cướp, cướp giật hay đánh bạc, buôn ma túy. Với nhu cầu sinh hoạt không đủ, thì những người có điều kiện kinh tế khó khăn thường kiếm những phương thức để kiếm ra tiền, vật chất dù cho đó có là hành vi sai trái đi chăng nữa. Đây có lẽ là bức tranh mang màu sắc đối ngược với gam màu tươi sáng phía trên. Nguồn lực nói chung và điều kiện kinh tế nói riêng có tác động trực tiếp tới điều kiện chăm nuôi một đứa trẻ. Tại nhiều nơi như Hàn Quốc, Nhật Bản,
Trung Quốc. Người ta chọn ít sinh con hoặc thậm chí là không sinh con vì chi phí sinh con và nuôi con rất cao. Ví dụ như tại Trung Quốc, người ta hạn chế sinh con vì chi phí nuôi con rất đắt đỏ. Bắc Kinh là thành phố có chi phí nuôi dạy một đứa trẻ cao nhất thế giới. Để nuôi một đứa trẻ đến năm 22 tuổi, họ tiêu tốn trung bình khoảng 2,3 tỷ đồng. Kết hôn và sinh con là điều không chỉ có ý nghĩa về mặt hạnh phúc đôi lứa gia đình, mà nó còn có ý nghĩa về xã hội kinh tế. Sinh con và nuôi con cần được xem xét và đánh giá đúng đắn trong mối quan hệ gia đình và xã hội. Với mối quan hệ gia đình, cha mẹ sinh con không nên đặt hết kỳ vọng vào thế hệ sau, coi con cái là của để dành. Sinh con với mục đích để có người chăm sóc nương tựa tuổi già hay với tư tưởng trời sinh voi sinh cỏ. Thay vào đó, việc sinh đẻ cần có kế hoạch. Và mỗi người trước khi trở thành phụ huynh hãy cố gắng để làm sao đạt được điều kiện tốt nhất chào đón đứa trẻ với cả suy nghĩ và điều kiện kinh tế. Với xã hội, áp lực chi phí với mỗi cặp vợ chồng khiến họ chọn ít sinh hoặc không sinh con là điều cần quan tâm để có những chính sách phù hợp. Đây là một bài toán không dễ của các nhà chức trách trong việc tạo điều kiện phát triển cho những người có thu nhập chưa cao, đồng thời kìm hãm khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.